Xin chào mọi người, hôm nay mình sang bên trại cho Bruno với lại Melcy phối. Ok, cho mọi người ngắm Bruno với lại Melcy nhá. Đây là Melcy. Thả Melcy ra trước, tí nữa rồi thì sẽ đến lượt Bruno. Thả Melcy trước cho Melcy đi vệ sinh trước. Loki, cái thằng lắm mồm mà chỉ có mỗi thằng Loki thôi. Vin nó ngoan như kia, Bruno không ý kiến gì. Mỗi Loki ở lắm mồm. Lúc nào Loki cũng lắm mồm, như trẻ con. Đúng là gọi là trẻ con nhất ở trong ba đứa có khác. Em út. Messi ơi, Messi. Ra đây. Chúng ta quay video tí nhá. Gái. Đây, Si ngồi ở đằng trước, anh ngồi đằng sau. Để em quay được cái mặt Si, tự nhiên Si nằm xuống này. Xa quá. Đây, Si, chờ tí cho thằng Nô ra nhá. Chưa mà giờ cho Nô ra là Nô vần luôn. Ok, cho thằng Nô ra nhá. Lần này theo như tư vấn của mọi người thì cho Nô với Si gặp lại nhau. Si Nô. Quay cái thằng lắm mồm cái này. Có nhìn thấy không? Cái kia thế nhưng mà nó chắn tầm nhìn thằng lắm mồm Loki. Bảo cầm cái thau nước nữa. Phải chuẩn bị sẵn thau nước để tí nữa chúng nó mệt, chúng nó khát nước thì chúng nó có nước uống luôn ở bên ngoài nhờ. Si nhờ. Si xinh gái quá. Loki ơi, Loki đừng ngon, Loki ồn anh bụp cho Loki chặn đấy. Không phải ra mồm đâu. Thằng Loki lắm mồm thật. Ok, nước đã ra để cho Si uống nhá. Cho Si uống nước rồi cho thằng Nô ra. Cầm ra, cầm luôn ra đằng này Lộc ơi. Để tí chúng nó có ấy thì cho nó uống ở đằng này. Mới sắm 3 sợi xích mới cho 3 thằng được dựa. Mất 3 triệu 3 sợi đấy. Triệu một sợi. Sợi này là sợi của Đức. Sợi to nhất hình như là 72 phân rồi vậy. Để cho thằng Nô ra. Khoan, thả mạnh luôn hai thằng kia. Đấy, nó xì đấy. Giữ dây cho tiến lại gần đây. Messi nhá, cho mọi người ngắm hai con nó hóng nhau. Móc xích vào để cho Nô lại gần để cho Nô rướn. Giữ làm sao để cho nó rướn. Móc đừng để rít cổ. Rồi, Si tiến lên đi Si. Để cho hai con ở gần nhau xem nào. Để cho người ta còn ngắm. Đấy rồi, kéo nó lùi lại đi. Ok, đây là Nô và Melcy. Nô ơi, Nô. Giữ nguyên Nô nhá. Thả cho Si ra nhé. Ok, Si ra đây. Thả Nô ra đây. Để cho hai đứa vần nhau. Cứ để dây xích ở cổ nó thôi. Thả dây móc thôi. Rồi kệ cho nó đi.
Nào, sỏi ôi. Đúng rồi, chơi với nhau đi đã. Giờ là đến giai đoạn vũ điệu tình yêu. Rồi lọc đỡ đi. Vòn. Vòn nhau. Chúng nó cưới thì chủ động đỡ. Đỡ là phải một cái ăn ngay. Không không không, kệ nó. Kệ nó vờn khi nào chúng nó ấy thì lúc đấy rồi đó. Để đây để cho nó vờn nhau tí để anh xử lý vậy. Uống nước đi đã. Rồi uống nước đi. Uống nước đi, nghỉ một tí đi. Qua chưa? Cặp trai gái này phối là nào cũng vất vả. À, đi chơi với nhau đi. Cao dài. Đấy, nhìn dáng Bruno nhìn nó cao và nó dài, nó rất là cao và nó dài. Mà nuôi những con cao dài như thế này là cho con là hơi vất vả. Bởi vì nó chỉ cần nặng cân một chút là chân sau nó sẽ yếu ngay. Chứ nó không dễ nuôi như là bọn ngắn người hơn. Hôm nay là cả kinh nghiệm, cả test đều là chuẩn rồi. Ok, thôi lại cho hai đứa làm lại nhá. Ok mọi người, chờ cái đàn chó con của cặp này nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại để cho cặp đôi nó làm việc.